Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Vietnew TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau: Chiến dịch tự do bền vững xâm nhập Việt Nam, hỗ trợ phe cấp tiến của tướng Lương Xuân Việt, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tướng Lương Xuân Việt mở chiến dịch tự do bền vững, hỗ trợ phe cấp tiến trong nước đảo chính. Lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa dùng bom thông minh do kỹ sư Dương Nguyệt Ánh, biệt danh bom là gì? Sản xuất phá hủy cơ sở sản xuất tên lửa hạt nhân của Trung Quốc tại Campuchia. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, như trong bản tin trước chúng tôi đã từng đưa, mặc dù thành công với điệp viên Arek, trong vòng mấy tuần qua, điệp viên thứ 3 của phòng 5, cơ quan tình báo hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, bí danh Hero, xâm nhập bằng đường biển, trở về liên lạc với gia đình bị thất bại. Chuyện này không thành công và phòng 5 phải thâu hồi ngay tức khắc. Cũng trong tháng đó, điệp viên bí danh Hero Dili xâm nhập trở lại vùng Hà Tĩnh bằng đường biển. Lần ra đi này, anh ta biến mất. Trong tháng 3 vừa qua, danh sách các điệp viên đơn độc bị mất tích gia tăng. Trong một diễn biến khác, một điệp viên bí danh Chiton xâm nhập vào Hà Tĩnh bằng tàu biển trong tháng 5 cũng biến mất không tìm ra manh mối. Cuối tháng đó, một điệp viên khác bí danh Athena xâm nhập cũng trong vùng biển Hà Tĩnh. Người điệp viên đó chính là Đặng Chí Bình, rất nổi tiếng trong lực lượng tình báo hậu duệ. Athena bị bắt sau khi thi hành công tác ở Hà Nội, tiếp xúc với các quan chức quốc phòng cao cấp tiến. Đến đầu tháng 4, chuyện gửi điệp viên nằm vùng dài hạn trong một chế độ kiểm soát quá chặt chẽ như ở miền Bắc rất khó khăn. Ngoại trừ Arek, 4 điệp viên khác xâm nhập bằng đường biển bị mất tích coi như đã chết. Ngay cả chuyện bơi qua sông Bến Hải như Higon Dele đã làm trước đây cũng trở nên gây go nguy hiểm. Thiếu úy Lò Ngân Dung, một sĩ quan hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa gốc người dân tộc Thổ, vùng Lao Cai, Bắc Việt, bí danh Jack West, được phép tuyển mộ biệt kích lấy ra từ Liên đoàn Tình báo số 1. Đơn vị này gồm đa số quân nhân quê quán nơi miền Bắc, những quân nhân sắc tộc Tày, Mường, Nùng tình nguyện. Jack West lập toán đầu tiên gồm 3 người Mường và 1 người Nùng. 4 quân nhân thiểu số được đưa về sống nơi nhà an toàn trong Hà Nội. Họ được huấn luyện sử dụng máy truyền tin. Họ đã có bằng nhảy dù và tác chiến trong rừng từ Liên đoàn Tình báo số 1. Không như điệp viên Arek phải xâm nhập vào xã hội miền Bắc, 4 quân nhân biệt kích được huấn luyện sống biệt lập trong rừng núi. Sau 3 tháng họ thu huấn xong chương trình huấn luyện. Khi toán biệt kích đầu tiên đã sẵn sàng, cơ quan tình báo hậu duệ phải quyết định tìm phương tiện hàng không để thả dù toán biệt kích xuống miền Bắc. Đại tá Lý Bá Hùng được lệnh tuyển mộ phi công từ 2 phi đoàn vận tải. Phi đoàn mới do chính ông chỉ huy mang mật hiệu là Helix. Những phi công trong đơn vị mới này đòi hỏi phải bay những phi vụ thả dù đêm, bay với cao độ thấp đến địa điểm thả dù. Sau thời gian huấn luyện, chỉ còn lại phi hành đoàn 5 người do thiếu tá Huy chỉ huy và phi hành đoàn thứ 2 dự bị do trung úy Phan Thanh Vân chỉ huy. Sau khi khám phá ra chiếc xuồng của điệp viên Arek trong tháng 2, Hà Nội đã để ý. Ngày 1 tháng 4 vừa qua, tình báo Tổng cục 2 Quân đội Cộng sản Việt Nam bí mật ban hành lệnh tăng cường cho lực lượng an ninh chống địch viên xâm nhập. Toán Caster dự trù sẽ lên đường lúc trăng tròn, thời tiết lý tưởng, không như đơn vị biệt hải xâm nhập vào những đêm không trăng. Các phi công cần ánh sáng mặt trăng để bay, thường chỉ có 4 đêm trong 1 tháng. Các quân nhân biệt kích cũng cần một độ sáng để điều khiển dù xuống bãi đáp. Như đã chuẩn bị, 4 biệt kích quân trong toán Caster lên chiếc C-47, không phù hiệu, đậu ở tàu sân bay Mỹ Golden Gigan. Người ngồi ghế lái máy bay chính là thiếu tá Huy. Tất cả phi hành đoàn đều không đeo phù hiệu, không mang theo tất cả mọi thứ giấy tờ. Trường hợp bị rớt trên miền Bắc, vỏ bọc ngoài của họ là thường dân đi buôn lậu. Mỗi người đem theo vài trăm đô la để phòng trường hợp cần tẩu thoát. Sau khi bay theo hướng Tây Bắc qua Hòa Bình rồi đến Sơn La, băng qua sông Đà, dưới là ngọn đồi 828, thiếu tá Huy bật đèn xanh, toán thả dù đẩy thùng đồ tiếp vận ra phía cửa sau, toán biệt kích Caster nhảy theo. Chiếc C-47 vòng lại và hướng về Biển Đông. Trên đồi 885, trung tá Hà Văn Chấp, trưởng toán Caster, tháo dù và tập hợp toán viên. Họ xuống ngọn đồi cách một làng gần đó chừng 1 cây số. 9 cây số về hướng Nam là sông Đà, thêm 10 cây số nữa là đường số 6. Đường 6 là một con đường chính băng qua các tỉnh lân cận xuống Tây Nam đến địa trấn Sầm Nứa trên đất Lào. Khi toán Caster nhảy xuống đồi 885, dân làng gần đó nghe tiếng động cơ máy bay và báo cáo cho lực lượng công an. Sau đó họ đã đoán được địa điểm nhảy dù của toán biệt kích đêm qua.
Công an đến bao vây xung quanh đồi 885 và 3 hôm sau họ bắt được 4 biệt kích trong toán Custer. Khi toán biệt kích thứ hai ra khỏi phi cơ đúng vào lúc hai làng ở phía dưới đang có những buổi hội thảo. Nghe tiếng máy bay, họ ùa ra xem, nhìn rõ chiếc C-47 trên bầu trời sáng trăng. Tiếng đồng hồ sau, lực lượng quân đội Việt Nam đã tổ chức xong cuộc truy kích gồm cả chó săn, công an. Chuyện rủi ro đến với toán Echo ngay từ lúc đầu. Một biệt kích bị trôi dạt đi chừng 3 cây số vướng trên một rừng cây. Anh ta cắt dây dù, rơi xuống gãy chân. Hai người còn lại biết bị lộ, báo cáo về Philippines cho biết tình hình và định chạy về phía biên giới Việt-Lào để thoát thân. Trước khi họ bắt đầu thực hiện ý định, quân đội Cộng sản Việt Nam đã bao vây khu rừng. Cả ba biệt kích quân bị bắt vào ngày hôm sau. Trên bãi đáp, bốn biệt kích tháo dù đem giấu rồi tập hợp. Thùng đồ tiếp liệu của họ, trong đó có quần áo, lương thực, đạn dược, máy truyền tin trôi lạc mất, tìm không ra. Sau một tuần lễ bị đói, toán đi đô đụng phải công an biên phòng trên đường di chuyển qua Lào. Họ bị bắt gần biên giới. Sau khi bị gánh nhiều thất bại, tướng Lương Xuân Việt đã chuyển sang chiến lược khác là dùng những người ngay trong nước chứ không cần sử dụng biệt kích xâm nhập. Trong một diễn biến liên quan, lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã ném bom thông minh do kỹ sư Dương Nguyệt Ánh chế tạo phá hủy cơ sở chế tạo tên lửa hạt nhân của Trung Quốc tại Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, trang tin quân sự avi.go của lực lượng hậu duệ hôm ngày 30 tháng 4 đưa tin, lực lượng đứng dù thuộc quân đội hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã phát hiện ra một cơ sở chế tạo tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tại khu vực rừng Koh Sat, Campuchia. Theo đó, căn cứ này được đặt bên trong một trạm biến áp ở gần bìa rừng và là nơi đóng quân của quân đội Trung Quốc và lính đánh thuê. Sau khi phát hiện căn cứ này, lực lượng lính dù hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã cung cấp tọa độ chính xác cho không quân. Máy bay chiến đấu của không quân hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa ngay lập tức đã được điều động để ném bom khu vực căn cứ trên. Những hình ảnh thu được cho thấy một vụ nổ lớn đã xảy ra sau khi ba quả bom thông minh FAB-500M62 của quân đội hậu duệ lao trúng mục tiêu. Theo những thông tin ban đầu, nhiều binh sĩ cùng trang thiết bị quân sự, cơ sở sản xuất tên lửa đã bị phá hủy hoàn toàn và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 200 tên lửa. Thời gian gần đây, quân đội hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã liên tục sử dụng bom thông minh FAB-500 để tập kích các vị trí đóng quân của lính đánh thuê và quân đội Trung Quốc. Việc sử dụng bom thông minh đã được lực lượng hậu duệ tính toán kỹ lưỡng nhằm mục đích tấn công xuyên phá các công sự vững chãi của quân đội Trung Quốc và lính đánh thuê. Trước đó, máy bay chiến đấu của lực lượng hậu duệ đã ném hai quả bom FAB-500 vào vị trí đổ bộ của quân đội Trung Quốc tại khu vực căn cứ Công Bông Chư Pư. Về FAB-500M62 được thiết kế như một quả bom phá mảnh. Loại vũ khí này thường được sử dụng để tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, các điểm trung chuyển đường sắt, thiết bị bọc thép hạng nhẹ và sinh lực của đối phương. Với khả năng tích hợp trên nhiều loại máy bay khác nhau, sau khi thả từ độ cao từ 570 đến 12.000m, tốc độ khi chạm đất của bom FAB-500M62 lên tới 1.900 km/h, cho phép nó tăng cường sức công phá từ động năng khi va chạm với mục tiêu. Đây là loại vũ khí uy lực thứ hai mà kỹ sư người Mỹ gốc Việt Dương Nguyệt Ánh thiết kế chế tạo và được lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa sử dụng sau đó. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Lãnh đạo tối cao Iran nói, chỉ một người Mỹ ở lại Iraq cũng quá nhiều. Phát biểu trong chuyến thăm Iraq ngày 29 tháng 4, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói với Tổng thống Iraq Latif Rashid rằng Mỹ là một người bạn không đáng tin cậy và Iraq chớ nên cho phép bất kỳ binh lính Mỹ nào ở lại lãnh thổ của mình. Iran có quan hệ gần gũi với Iraq, nhưng phản đối hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực biên giới của Iraq và vùng vịnh. Iran cho rằng sự can thiệp quân sự của phương Tây là gốc rễ của bất ổn ở khu vực. Người Mỹ không phải bạn của Iraq, người Mỹ không phải bạn của bất kỳ ai và thậm chí không trung thành với những người bạn châu Âu của họ. Báo chí Iran dẫn phát biểu của ông Khamenei nói trong cuộc gặp. Dù chỉ một người Mỹ ở lại Iraq cũng là quá nhiều, ông Khamenei nói với ông Rashid. Chuyến thăm được thực hiện nhằm tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng. Mỹ để khoảng 2.500 binh lính ở Iraq để đóng vai trò cố vấn và hỗ trợ quân đội Iraq đối phó với lực lượng khủng bố IS. Nỗ lực chính của Iraq là làm sâu sắc quan hệ với Iran và giải quyết một số vấn đề còn lại giữa hai quốc gia. Tổng thống Rashid được dẫn lời nói tại cuộc gặp. Ông không nhắc đến quan hệ giữa Iraq và Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, Ukraine cấm tiết lộ bí mật hầm ngầm của Tổng thống Zelensky.
những ai từng ở bên Tổng thống Ukraine trong hầm ngầm Bông Ke ở Kiev đều phải ký cam kết giữ bí mật về hầm đó. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, giới chức Ukraine tuyên bố rằng đặc nhiệm Nga đã nỗ lực xâm nhập thủ đô Kiev và văn phòng Tổng thống Ukraine trên phố Pankova. Ông Zelensky cho hay một số đối tác phương Tây khuyến cáo ông nên rời khỏi Kiev, nhưng ông được cho là đã từ chối chuyến bay sơ tán của Mỹ để lựa chọn ở lại bảo vệ thủ đô của Ukraine. Theo tàu Time, ông Zelensky và đội ngũ của mình được cho là đã ẩn mình trong một bông ke trong khoảng 2 tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, thay vì 2 tuần như kế hoạch ban đầu. Tờ báo Anh cũng cho biết mức độ bí mật của bông ke này là rất cao, đến mức tất cả những ai tháp tùng nguyên thủ Ukraine dưới lòng đất đều phải ký một thỏa thuận đặc biệt về việc không tiết lộ. Cụ thể, họ bị cấm tiết lộ mọi chi tiết về thiết kế, vị trí và tiện nghi của hầm ngầm này. Họ cũng phải giấu kín thông tin về loại thức ăn họ được cung cấp khi ở trong bông ke. Trong một diễn biến liên quan, Nhật Bản củng cố quan hệ với châu Phi. Theo Japan Times, ngày 29 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên đường tới Ai Cập, chặng đường dừng chân đầu tiên trong chuyến công du kéo dài một tuần của nhà lãnh đạo này tới 4 quốc gia châu Phi. Chuyến đi diễn ra khoảng 3 tuần trước hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tại thành phố Hiroshima. Chuyến công du châu Phi đầu tiên của ông Kishida kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 10 năm 2021 được thực hiện giữa lúc Tokyo nỗ lực thúc đẩy củng cố mối quan hệ với Nam Bán Cầu, thuật ngữ chung chỉ các quốc gia đang phát triển ở những khu vực như châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Ngày 1 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản có cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về một loạt vấn đề như cuộc xung đột hiện nay ở Sudan, tình trạng giá năng lượng và thực phẩm tăng cao. Sau chặng đường dừng chân ở Ai Cập, Thủ tướng Kishida sẽ tới thăm Ghana, Kenya và Mozambique. Trong một diễn biến tiếp theo, Liên Hiệp Quốc Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến mở rộng sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để bàn về sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric cho biết, ông Guterres đã thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về cải thiện, mở rộng và gia hạn thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn từ Biển Đen. Hai bên cũng trao đổi về cách thức tăng xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga ra thị trường thế giới. Liên quan đến thỏa thuận trên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Melut Cavusoglu cho biết, ngũ cốc và phân bón của Nga có thể được mua thông qua bên trung gian là một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Ngân hàng này sẽ xử lý các khoản thanh toán cho Moscow. Đầu tuần này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres đã gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập những ý tưởng về cách thức thể hiện thỏa thuận ngũ cốc. Những thông điệp tương tự cũng được gửi tới Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một diễn biến tiếp theo, Tổng thống Ukraine lý giải việc ông mang súng bên người. Về việc mang súng bên người, Tổng thống Ukraine giải thích rằng ông sẽ trực tiếp chiến đấu bằng súng và không để cho bản thân mình bị bắt làm tù nhân. Tổng thống Zelensky vừa nói với một kênh truyền hình địa phương rằng ông và đội ngũ của mình sẵn sàng chết trong chiến đấu thay vì để bị đối phương bắt giữ nếu quân Nga xâm nhập được vào tổng hành dinh của Kiev vào đầu xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Trong đoạn phỏng vấn được phát sóng vào hôm 29 tháng 4 trên kênh 1+1 của Ukraine, ông Zelensky nói, tôi biết cách bắn súng. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố mình mang theo người một khẩu súng và bác bỏ thắc mắc của phóng viên cho rằng ông dùng khẩu súng đó để tự sát nhằm khỏi rơi vào tay đối phương. Ông Zelensky khẳng định, không, tôi không dùng súng để tự sát mà là để bắn lại đối phương. Nói về giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Tổng thống Zelensky cho biết sẽ là nỗi hổ thẹn nếu ông bị các lực lượng Nga bắt giữ. Trong một diễn biến liên quan, Liên Hợp Quốc lo ngại hàng trăm nghìn người sẽ rời khỏi Sudan. Đến nay, cuộc giao tranh đẫm máu nổ ra vào ngày 15 tháng 4 tại Sudan giữa quân đội chính quy và lực lượng bán quân sự đã khiến hàng chục nghìn người phải di tản trong nước cũng như chạy sang các nước khác. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại châu Phi, ngày 29 tháng 4, phát ngôn viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết hàng trăm nghìn người dân dự kiến sẽ rời khỏi Sudan. Trong số đó, khoảng 14.000 người, chủ yếu là người Nam Sudan, đã về đến quê hương. Đến nay, cuộc giao tranh đẫm máu nổ ra vào ngày 15 tháng 4 tại Sudan giữa quân đội chính quy và lực lượng bán quân sự đã khiến hàng chục nghìn người phải di tản trong nước cũng như chạy sang các nước khác trong khu vực.
Ở thời điểm trước cuộc giao tranh, Sudan đang tiếp nhận 1,13 triệu người tị nạn, khiến quốc gia này trở thành một trong những nơi tiếp nhận người tị nạn chính ở châu Phi. Trong số đó có 800.000 người Nam Sudan, 126.000 người Eritrea và 58.000 người Ethiopia. Những người này chủ yếu sống trong hai trại tị nạn ở miền đông Sudan. Đại diện UNRCH tại Sudan, Asep Bichop cho biết, kể từ ngày 15 tháng 4, khoảng 30.000 người, chủ yếu là người tị nạn Nam Sudan, đã rời Khartoum để đến bang Wanai gần Nam Sudan. Những người tị nạn Ethiopia và Eritrea cũng đã di chuyển đến những khu vực gần hơn với đất nước của họ. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, OCHA, trước cuộc xung đột, đã có 3,7 triệu người phải di tản trong nước ở Sudan, hầu hết là ở Tây Darfur. Sau khi cuộc giao tranh nổ ra, tổng cộng đã có hơn 75.000 người phải sơ tán trong đất nước Sudan, và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên trong những ngày tới. Hiện tại, các cuộc di chuyển xuyên biên giới lớn nhất trong khu vực được ghi nhận là của những người Sudan chạy trốn sang Chad và những người tị nạn Nam Sudan quay trở về quê hương.